một cuốn sách kỳ lạ từ thế giới ngầm mô tả chi tiết cảnh địa ngục. Liệu luân hồi có thật hay không? Bạn có biết địa ngục thực sự trông như thế nào không? Một quyển sách kỳ bí được cho là xuất phát từ địa ngục đã mô tả lại những cảnh tượng tàn nhẫn và lạnh lùng nhất tại thế giới ngầm này. Sau khi xem xong quyển sách này, nhiều người sẽ tự hỏi lòng mình, liệu còn dám làm điều xấu nữa hay không? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống tìm hiểu về Linh Ngọc, một quyển sách từ địa ngục trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn bạn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Mặc dù Lịch Ngọc Bảo Sủ hay còn gọi tắt là Lịch Ngọc được rộng rãi truyền bá trong dân gian, nhưng về nguồn gốc thực sự của cuốn sách này thì lại ít người biết đến. Theo truyền thuyết, có một vị tu sĩ tên là Đạm Si, vào ngày ngũ thần lễ hội mùng 9 tháng 9, một mình ra ngoài đi dạo. Ông cứ đi khắp nơi, cho đến một ngọn núi thì lập tức bị tấm bia đá đứng ngay trước mắt thu hút. Trên tấm bia đá có khắc 5-6 ký tự nói về quy luật nhân quả và luân hồi. Sau khi đọc hết nội dung trên tấm bia đá, lòng ông cũng mơ hồ không yên. Tuy nhiên ông không biết rằng mình đang dần bước vào một thế giới huyền bí. Trong lúc mơ màng, Đạm Si được dẫn đến một cung điện bí ẩn lộng lẫy tráng lệ. Phía trên cánh cửa màu đỏ thẫm còn treo một tấm biển viết 4 chữ lớn: Sinh tử nhập thế. Trong khi còn đang mơ màng không biết thực hư, một sứ giả mặc áo màu xanh đã đến đón ông vào trong cung điện. Sau này Đạm Si mới biết hôm đó là ngày sinh nhật của Phong Đô Đại Đế. Trong không khí sôi động của vô số người đến chúc mừng, Hòa thượng Đạm Si không dám lơ là mà đi theo sứ giả dẫn đường để tỏ lòng thành kính. Phong Đô Đại Đế không những không nghi ngờ khi thấy ông, mà ngược lại lại rất vui mừng, bởi mặc dù Đạm Si là phẩm nhân lạc vào địa ngục, nhưng lại là một người đạo đức. Hóa ra từ lâu, Địa Tạng Vương Bồ Tát không muốn con người tiếp tục làm điều ác để tránh rơi vào địa ngục và khổ đau. Ngài đã nguyện rằng địa ngục không trống, thề không thành Phật. Nhưng sau đó Phong Đô Đại Đế lại nhận ra rằng người làm điều ác trên thế gian lại nhiều hơn hẳn so với người làm điều thiện. Vậy nên số người vào địa ngục không bao giờ giảm mà thậm chí còn tăng lên. Dưới tình hình này, Phong Đô Đại Đế đã thảo luận với Thập Điện Diêm Vương xem có thể lập ra các quy tắc rõ ràng để thế gian biết rằng có nhân quả báo ứng, nhằm để cảnh báo cho con người không làm điều ác mà chỉ tập trung hành thiện. Cuối cùng Phong Đô Đại Đế cùng Thập Điện Diêm Vương quyết định biên soạn ra một cuốn sách. Nếu ai đọc cuốn sách này và chân thành hối hận, cải tạo hành vi sai trái của mình, thì sau khi qua đời, tội ác của họ có thể được giảm nhẹ, để tránh khỏi nhiều nỗi đau khổ ở địa ngục. Nhưng nếu con người tiếp tục làm điều ác mà không hối cải, thì họ sẽ bị trừng phạt một cách nặng nề. Những quy tắc này được tổng hợp từ nhiều nền văn minh khác nhau thành cuốn Lịch Ngọc Bảo Sổ. Và cuối cùng sẽ được ban phước bởi Ngọc Hoàng Đại Đế. Tuy nhiên, lúc này lại phát sinh một vấn đề là làm sao để truyền bá thông điệp của cuốn sách này cho thế hệ sau? Có cách nào khiến con người trên thế gian tin vào sự tồn tại của nhân quả luân hồi cùng 18 tầng địa ngục hay không? Và sự xuất hiện của Đạm Si tu sĩ tại địa ngục sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Theo truyền thuyết dân gian, sau khi qua đời, con người sẽ nhập vào một chiều không gian và thời gian khác. Người qua đời do tai nạn, qua đời không rõ nguyên nhân hoặc bị oan ức sẽ bước vào âm phủ. Những linh hồn này thường mang theo nỗi oán hận vì tuổi trẻ chưa kịp trọn vẹn. Do đó, họ phải chờ đến khi tuổi thọ cạn kiệt mới có thể tái sinh. Sách Ngọc Lịch cũng có quan điểm riêng về việc đến hoặc không đến địa ngục sẽ phụ thuộc vào hành vi khi còn sống của họ. Những người làm việc lớn, hiếu thuận hoặc hy sinh anh dũng sẽ vượt qua đau khổ, đặc biệt để trở thành thần linh hoặc tái sinh trực tiếp. Ngoại trừ việc sinh nở thì những ai không tôn trọng thần linh, có những hành vi xấu xa trước tượng thần hoặc thường xuyên giết mổ động vật, làm dính máu trên đồ công đức sẽ bị ném vào vũng máu, phải chịu đau khổ cho đến khi trả hết nghiệp báo. Điều duy nhất có thể giúp những người này thoát khỏi khổ đau chính là người thân ở thế gian thay mặt họ làm nhiều việc thiện. Khi lượng công đức đạt đến một mức độ nhất định thì họ mới được giải thoát. Sách Ngọc Lịch cũng nói rõ rằng những người không biết báo đáp ân tình, không giúp đỡ người khác
hay thậm chí không quan tâm đến người đã từng giúp đỡ mình sẽ tái sinh thành thần núi hay quái vật dưới nước. Dù họ có tích lũy bao nhiêu công đức trước đó, cũng chỉ giúp giảm bớt một ít đau khổ. Họ không những không thể tái sinh thành con người, mà còn trở thành linh quái kỳ lạ. Tuy nhiên, những người như vậy không phải hoàn toàn không thể cứu vãn. Chỉ cần họ thật lòng hối cải, tích lũy đủ bản nguyên sẽ có khả năng tái sinh vào nơi tốt đẹp. Nếu không, họ sẽ phải đối diện với hình phạt sét đánh, mãi mãi không được tái sinh. Khi mô tả về cảnh tượng địa ngục, sách Ngọc Lịch nói rằng địa ngục có 8 tầng với 10 điện. Ngoài ra, mỗi địa ngục còn được phân thành 16 tiểu ngục do thập điện Diêm Vương quản lý. Khi một người qua đời, sẽ phải chịu sự phán xét tùy theo những tội lỗi của mình, sau đó hoàn thành hình phạt trong từng ngục trước khi có thể tái sinh. Người cai quản điện đầu tiên là Tần Quảng Vương, chịu trách nhiệm đặc biệt về tuổi thọ của con người và việc phán xét sinh tử. Khi người tốt qua đời, sẽ được đến thiên đàng hoặc tái sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng nếu nửa công nửa tội, họ sẽ bị đưa đến điện thứ 10 để sắp xếp tái sinh ở thế giới loài người. Nếu những người này trong suốt cuộc đời làm nhiều việc ác hơn việc tốt, họ sẽ bị đưa đến một nơi gọi là Tà Kính Đài. Trên đó có một tấm gương sẽ phản chiếu tất cả những việc ác mà họ làm khi còn sống, để nhắc nhở rằng giàu sang phú quý sẽ không mang theo được, chỉ có tội lỗi sẽ theo họ đến suốt đời. Và sau phiên phán xét đầu tiên, những người làm nhiều chuyện ác sẽ được dẫn tới điện thứ hai. Sở Giang Vương là người cai quản nhị điện, là nơi giám sát ngục hoạt đại trải dài 8.000 dặm. Nơi này có 16 địa ngục nhỏ dựa vào tội lỗi của nam nữ để thiết lập hình phạt. Hành vi tội ác như tổn hại người khác vì lợi ích bản thân, lừa đảo sẽ được xét theo mức độ nghiêm trọng, sau đó phân chia thành từng nhóm và đưa đến từng tiểu ngục. Sau khi hoàn thành hình phạt, họ sẽ tiếp tục bị đưa đến điện thứ ba. Người cai quản tam điện chính là Tống Đế Vương, điều hành ngục Hắc Thắng Đại Địa, cũng gồm 16 tiểu ngục. Nơi này chuyên xử lý những kẻ vô ơn, phản bội, ngụy tạo và phá hoại danh tiếng của người khác vì lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, nếu lúc sinh thời, vào ngày 8 tháng 2, những người này thường lòng ăn năn hối cải, đảm bảo không tái phạm nữa, thì sau khi qua đời, họ sẽ được giảm nhẹ đau đớn và chuyển đến các cung điện khác. Ngũ Quan Vương là người cai quản tứ điện, chịu trách nhiệm cho ngục hợp đại, chuyên phạt tội những kẻ trốn nộp tô thuế, mua bán gian lận, phá hoại trật tự môi trường hay quyến rũ lòng người. Diêm La Thiên Tử sẽ cai quản ngũ điện. Nơi đây là nơi trừng phạt những kẻ không tôn trọng ma quỷ, giết người vô tội, lừa đảo lòng tốt và không biết ăn năn hối cải. Từ điện thứ 6 đến điện thứ 9 sẽ là những hình phạt khác nhau dành cho những người hủy hoại sách vở và lãng phí thức ăn. Trong khi một số khác bị trừng phạt vì bóp méo sự thật hay có sở thích xấu xa. Nếu ai không làm tròn hiếu đạo, không định rõ đúng sai sẽ bị đưa đến bát điện. Còn những kẻ tung tin đồn gây ảnh hưởng đến lợi ích xã hội sẽ bị đưa đến cửu điện, và mỗi đại điện đều có hình phạt tương ứng. Con người có bao nhiêu tội ác sẽ có bấy nhiêu hình phạt đang đón chờ. Chỉ khi chịu hết những hình phạt này mới có thể bước vào điện thứ 10. Điện thứ 10 này hay còn gọi là điện chuyển luân vương, được sử dụng để xác định tội lỗi và phúc đức của cá nhân, để dự đoán tương lai của họ. Tất cả những thông tin này được ghi chép trong cuốn sách Ngọc Lịch Bảo Sổ, mặc dù nội dung có thể đã được các thế hệ sau chỉnh sửa nhiều lần, nhưng đó vẫn là lời cảnh báo cho thế giới về quy luật nhân quả, rằng chỉ có làm điều tốt mới có thể sống một cuộc đời ý nghĩa. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.